Ca sĩ Nam Khang trải lòng sau vụ Châu Việt Cường sát hại cô gái. Vì quá áp lực, hồi đó tôi phải tạm nghỉ việc ca hát hơn 10 ngày. Chia sẻ với chúng tôi, ca sĩ Nam Khang, người có mặt trước khi Châu Việt Cường ra tay sát hại cô gái trẻ kể. Sau sự việc, nhiều thông tin không đúng về bản thân khiến cho cuộc sống của anh bị ảnh hưởng. Vì quá áp lực nên anh đã phải tạm nghỉ công việc ca hát 10 đến 15 ngày để trấn tĩnh lại tinh thần. Sáng ngày 7 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ nam ca sĩ Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1978 ở Quảng Ninh, tức ca sĩ Châu Việt Cường, bị truy tố về tội giết người. Theo quy định tại khoản 2, điều 123 Bộ Luật Hình sự và bị can Phạm Đức Thế về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, theo điểm 0, khoản 2, điều 249 Bộ Luật Hình sự, phiên xét xử đã rời sang chiều cùng ngày. Anh Đoàn Quý Nguyên, tức ca sĩ Nam Khang, sinh năm 1985, trú tại phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội, có mặt trong phiên tòa từ rất sớm. Ca sĩ Nam Khang chính là người được Châu Việt Cường gọi đến nhà Thế. Tại tòa, ca sĩ Nam Khang khai nhận, trong ngày 5 tháng 3, có sử dụng ma túy cùng nhóm của Cường. Đây cũng là lần đầu tiên anh sử dụng ma túy. Trao đổi với chúng tôi sau khi phiên tòa tạm nghỉ, ca sĩ Nam Khang kể, thời điểm xảy ra sự việc, anh không có mặt vì đã đi diễn. Tuy nhiên, khi cơ quan công an triệu tập, bản thân anh cũng đã trực tiếp đến để lấy lời khai. Anh bị tạm giữ 24 giờ để phục vụ công tác điều tra. Cũng chính từ đây, trên một số trang mạng đăng tải thông tin khiến cho anh cho biết bản thân rất áp lực vì cho rằng anh có tham gia sử dụng ma túy rồi quan hệ tập thể cùng với nhóm của Châu Việt Cường. Thời điểm đó, công việc tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Do là ca sĩ nên khổ cái, cứ có việc gì mọi người lại đem ra mổ xẻ câu view, nói sai sự thật để rồi gia đình địa phương, bạn bè người hâm mộ nhìn tôi với con mắt kỳ thị. Sau đó tôi đã yêu cầu những trang tin viết không đúng về mình phải cải chính. Thông tin không đúng trên mạng sao cũng được xóa đi, nhưng thông tin sai đã được nhiều người đọc rồi. Khi lên sân khấu biểu diễn, tâm lý tôi như có rào cản gì đó, cảm thấy tự ti. Tôi đã phải tạm dừng công việc ca hát mất 10 đến 15 ngày để bình tĩnh lại. Ca sĩ Nam Khang trải lòng. Sau vụ việc trên, nhiều người hâm mộ biết chuyện cũng đã đón nhận trở lại. Nam Khang bắt đầu lại công việc. Anh bảo bản thân ai cũng có sai lầm, nhưng biết nhận ra sai lầm và dừng lại đúng lúc. Bản thân anh ở địa phương sinh sống cũng như đối với mọi người cũng chưa từng xảy ra điều tiếng gì. Ca sĩ Nam Khang cũng cho biết, từ sau khi vụ việc xảy ra, tới nay bản thân anh cũng từng 3 lần đến nhà chị H để thăm hỏi động viên, chia sẻ với gia đình. Tôi cũng muốn làm việc gì đó thay cho những gì anh Cường đã gây ra. Lần gần đây nhất là ngày cận giỗ của em, tôi cũng đã trực tiếp về nhà nói chuyện. Sự việc anh Cường gây ra rất đáng tiếc và đau lòng. Người ta bảo thường lắm tài nhiều tật, ai cũng có sai lầm, nhưng sai lầm của anh lớn quá. Tôi mong sao hội đồng xét xử cho anh bản án đúng tội nhưng khoan hồng, để anh có cơ hội làm lại cuộc đời, để anh có trách nhiệm với gia đình nạn nhân. Về các tội giết người, tàng trữ trái phép chất ma túy, đại diện viện kiểm sát nêu rõ cáo trạng vụ án. Vì đại diện khẳng định đủ cơ sở để kết tội Cường có hành vi giết người, hành vi của Cường thể hiện lối sống buông thả, đáng lên án. Tại phiên tòa, viện kiểm sát đề nghị tòa xử phạt Châu Việt Cường mức án 13 đến 14 năm tù, bị cáo Thế 7 đến 8 năm tù. Nói về mức án này, Châu Việt Cường cho rằng tin vào sự công bằng của pháp luật nên không có ý kiến. Về phía bị cáo Thế, người này cho rằng mức án mà viện kiểm sát đưa ra hơi nặng và mong muốn được hội đồng xét xử giảm nhẹ mức án. Tại phiên tòa diễn ra vào buổi sáng, Châu Việt Cường khai nhận lúc đó thấy nạn nhân Huyền kêu lớn là "Thầy ơi cứu con", nghĩ cô gái bị ma nhập nên Cường đã gọi Thế đi lấy tỏi về cho cô gái ăn để trừ tà. Bản thân Cường cũng ăn tỏi. Nam ca sĩ cho rằng việc nhét tỏi vào miệng cô gái dẫn đến tử vong là việc ngoài ý muốn. Bản thân bị cáo không có ý định đó. Bị cáo khẳng định không quen biết cô gái nói trên, đây là lần gặp đầu tiên. Trong suy nghĩ của bị cáo, cho chị Huyền ăn tỏi để trừ tà. Còn hành vi buông thả của bị cáo đã làm chị Huyền tử vong. Thời điểm đó, bị cáo chưa bao giờ biết ăn tỏi có thể chết gây chết người. Bị cáo chỉ biết tỏi có thể trừ tà ma và chữa được bệnh, càng ăn tỏi nhiều càng tốt. Lúc đó chị Huyền kêu "Thầy ơi cứu con" thì bị cáo nghĩ chị Huyền bị ma nhập nên bị cáo đi tìm tỏi và cho chị Huyền ăn. Sau khi ăn xong thấy chị Huyền nằm im thì bị cáo nghĩ rằng mình đã chữa trị đúng cách. Bị cáo Cường khai nhận tại phiên xét xử. Trả lời tại tòa, bà Nguyễn Thị Hương, mẹ của nạn nhân cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, bà nhận được số tiền 100 triệu của gia đình. Cường bù đắp tinh thần, số tiền ấy gia đình dùng để lo tang lễ cho con gái, đồng thời có yêu cầu được bồi thường thêm 200 triệu nữa. Bị cáo Cường đồng ý. Đến dự phiên tòa với tư cách là người làm chứng có anh Đoàn Quý Nguyên, tức ca sĩ Nam Khang, Phạm Văn Thăng và chị Đỗ Phượng Anh, sinh năm 1995, quê Sơn La. Phía bị hại có bà Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1971,
ở Chương Mỹ, Hà Nội và bà ngoại của nạn nhân. Ngay từ khi vừa bước vào phòng xử án, Cường cùng Thế phải ngồi trước vành móng ngựa để chờ làm các thủ tục. Thỉnh thoảng Cường ngó lại tìm người quen. Thế vậy bà Hường đang ôm di ảnh con gái khóc thảm thiết, liền tốt lên: "Cho việc Cường ơi, mày ác quá, con tao làm gì mày, mày mang con gái trả lại cho tao." Cùng với đó, khi thấy di ảnh nạn nhân phía sau lưng, anh ta tối sầm mặt, chắp tay, gửi lời xin lỗi rồi nhanh ngoảnh mặt về phía trước. "Tôi không có bố, mới học hết lớp 9 thì đã đi hát." Đến phần xét hỏi về nhân thân, cho Việt Cường cho biết, bản thân không có bố và cũng không biết mặt bố, hiện tại chỉ có mẹ già. Sau khi học hết lớp 9, do có năng khiếu ca hát, nên làm quen và đi hát tự do, cho đến hôm gây án là khoảng 20 năm trong nghề. Cường cho biết, anh ta hai đời vợ, mỗi người sinh cho anh ta một đứa con. Vợ trước có ly hôn và hiện tại đang sống cùng vợ thứ hai. Tại phần xét hỏi, Cường xin phép kể lại toàn bộ diễn biến. Bị cáo khẳng định hoàn toàn nhận thức được hành vi cho đến khi mọi chuyện đã muộn. Cho việc Cường tường trình lại quá trình thực hiện hành vi nhét tỏi vào miệng nạn nhân. Về phía gia đình nạn nhân, bà Nguyễn Thị Hương, mẹ của nạn nhân, cho biết sau khi xảy ra vụ việc, bà nhận được số tiền 100 triệu của gia đình Cường bù đắp tinh thần. Số tiền ấy gia đình dùng để lo tang lễ cho con gái. "Tôi từng có đơn miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Cường, nhưng giờ tại tòa tôi rút đơn, yêu cầu tòa xử lý đúng quy định pháp luật. Tôi yêu cầu bị cáo bồi thường thêm cho gia đình tôi số tiền 200 triệu đồng. Tôi rất bức xúc bởi vì từ ngày con tôi mất, con tôi 50 ngày, 100 ngày, không có một người thân nào của Cường đến thắp cho con tôi nén hương." Mẹ cô gái bức xúc. Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Cường có chấp nhận hay không. Bị cáo Cường đã chấp nhận, yêu cầu đền bù thêm 200 triệu đồng. Mạng xã hội khai Châu Việt Cường ngáo đá, phái bạn gái là bà cụ tổ, nam ca sĩ phủ nhận. Trong khi Phạm Đức Tế khai Cường bị ngáo đá rồi gây ra hành vi nhét nhiều tỏi vào miệng nạn nhân Huyền là bà cụ tổ, thì nam ca sĩ khẳng định mình hoảng loạn chứ không phải do sử dụng ma túy. Sáng ngày 7 tháng 3, Tòa án Nhân dân Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1978 ở Quảng Ninh, tức ca sĩ Châu Việt Cường, và Phạm Đức Thế, sinh năm 1981, quê Ninh Bình ra xét xử. Tội giết người và tàn trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo Phạm Đức Thế bị truy tố về tội tàn trữ trái phép chất ma túy được gọi lên xét hỏi đầu tiên. Bị cáo này đồng tình với cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội. Tại tòa, Thế khai quen biết và là anh em xã hội với bị cáo Nguyễn Việt Cường đã hơn chục năm. Hôm xảy ra sự việc, khuya ngày 4 tháng 3 2018, Cường gọi điện cho bị cáo hỏi có nhà không để qua chơi. Sáng hôm sau bay về Sài Gòn sớm. Bị cáo này khai tiếp, khi cho Việt Cường đến chơi thì nhà Thế đang có một số bạn bè đều sử dụng ma túy đá, trong đó có Đoàn Quý Nguyên, ca sĩ Nam Khang, Đỗ Phượng Anh và chị Trần Mỹ Huyền, sinh năm 1998, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên bị cáo sử dụng ma túy. Đêm hôm đó, bị cáo sử dụng 2 lần với phương thức hít ma túy, tinh thể dạng bột. Anh Cường bị ngáo đá. Lúc 6 giờ sáng, dẫn đến bị ảo giác, liên tục vái lại nhau, gọi nhau là bà cụ tổ, dẫn lời khai của bị cáo Thế. Thế khai tiếp, trước khi cho Việt Cường nhét tỏi vào miệng nạn nhân Huyền, chị này liên tục kêu, trời ơi cứu con khổ lắm. Trong khi đó, khi được hỏi thì bị cáo Cường khai, trong đầu óc của anh ta, thì tỏi không thể giết người mà anh ta từng biết, có thể trị được tà ma và các thầy cúng hay dùng. Khi nhét tỏi vào miệng bạn gái và không thấy cô gái này cử động, thì bị cáo nghĩ mình giỏi, chữa bệnh đúng cách. Chính vì vậy, khi hội đồng xét xử công bố bản tự khai của Cường có nội dung bị cáo phê ma túy, không làm chủ được hành vi, thì Cường phản bác rằng khi mới xảy ra sự việc, anh ta bị hoảng loạn, chứ không phải là do sử dụng ma túy. Bị cáo khẳng định trong bút tích của mình không có bản nào là chơi ma túy gây ảo giác. Bị cáo không nghĩ ăn tỏi dẫn đến chết người. Bị cáo cho Huyền ăn nhiều tỏi là do cẩu thả. Việc Huyền chết là ngoài ý muốn, Cường khai tại tòa. Chiều ngày 7 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Cường 13 năm tù giam về tội giết người, tính từ ngày bắt giam ngày 5 tháng 3 năm 2018. Bị cáo Phạm Đức Thế 7 năm tù tội tàn trữ trái phép chất ma túy, thời hạn tù tính từ ngày bắt giam ngày 5 tháng 3 năm 2018.